Thịt bò đấy mai các bạn ạ. Bò đực. Cả bán đấy các bạn, ăn con này ấy. Đủ ăn không? Không ăn hết đâu mà. Cả bán làm gì mà ăn hết được. Không có ấy nhỉ. Không có cái khò ga nhỉ. Cái khò ga khò ấy. Sau 4 môn chơi các bạn, cái này là môn này thì mình tài trợ vịt để cho anh em chơi Tết cho nó sức sướng một tí, cho bịt mắt bắt vịt nha các bạn nhé. Hiện tại thì buổi chiều ngày mùng 4 Tết rồi, mai mùng sáng mùng 5 thì mới bắt đầu triển khai những cái món trò chơi hái hoa dân chủ, xong nhảy mố, ăn uống nữa. Cả bạn sẽ tập trung ăn uống tại nhà văn hóa, mổ một con bò, hiện tại đang mổ một con bò rồi. Giờ đang mổ xong rồi lọc thịt ra để đấy, xong rồi mai mới bắt đầu nấu nướng. Xong rồi mai chiến đấu cả bạn ăn tại nhà văn hóa. Nói chung là chơi xong hết tất cả những trò chơi rồi mới bắt đầu ăn uống. Đội nấu nướng có đội nấu nướng riêng rồi. Ông nào tham gia vào môn nào, trò chơi nào thì tập trung vào môn đấy. Đó. Có rất là nhiều đồng chí chỉ đạo, ví dụ như môn ném còn này, môn đánh cờ tàu này, nhiều môn lắm. Thôi còn cái này thì môn của mình thì cũng chuẩn bị được khá khá rồi. Mai chỉ cần mang vịt thả nữa, xong bóc thầm vào bắt nữa là ngon ngay. Bò thui các bạn ơi.
Thịt bò. Nó pịa các bạn ơi. Pịa chê cả tôm như này thôi. Đôi này à. Bỏ đi là về đây. Chuẩn bị đúng lửa trại, tối đốt lửa trại các bạn. Sò mốt xòe mốt sủng vào đây đấy. Vào đăng ký. Và không để quý vị đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây chương trình giao lưu văn nghệ Thái Hoa Dân Chủ và Đảng Nguyễn lần thứ ba xin phép được bắt đầu. Thank you.
trì và các bạn đến cổ vũ ủng hộ chương trình. Đặc biệt ngày mai, quý đại biểu, quý vị, quý cô bác anh chị và các bạn sẽ được chơi các trò chơi đậm bản sắc dân tộc Thái như có vải, có mai lệ, biến mất, đánh trống, tung còn, đi cầu quỷ, biến mất, phân biệt và nhảy ba bố. Một lần nữa, ban tổ chức xin chào thông báo về quý cô bác anh chị và các bạn đúng 7:30 sáng mai tại sân nhà văn hóa, chương trình ngày hội hái hoa dân chủ và nhà khuyết lần thứ ba năm 2020 sẽ được bắt đầu. Vậy ban tổ chức xin chào, xin mời quý đại biểu, quý cô bác anh chị và các bạn đến và cổ vũ ủng hộ chương trình. Đặc biệt ngày mai quý đại biểu, quý cô bác anh chị và các bạn sẽ được chơi các trò chơi đậm bản sắc dân tộc Thái như có vải, có má lẹ, bịt mắt đánh trống, tung còn, đi cầu khỉ, bịt mắt phân vịt và nhảy ba bố. Xin chào, xin mời quý đại biểu, quý vị khách quý, chúng ta cùng vào nhớ xe qua lửa và xin chào, xin mời quý đại biểu. Thịt bò ấy, hôm qua thì con bò, sáng hôm nay mới nấu, xong chưa ăn trưa các bạn, đây đang làm cá gỏi các bạn. Ai con này bỏ chỗ áp tung bàn nhà. Dung nhà, Dung nhà ta còn loại cái gì? Hôm nay chỉ có hai bạn thôi. Chỉ có nhân gì đấy thôi. Và ba bốn là loại ba số đấy học kiến đó sao phải là cái loại loại cái đầu tiên là chữ phải là tổng ba chữ học kiến là chữ quả.
Mời các bạn đến với bữa cơm đoàn viên của bản nha. Hôm nay là tập trung cả bản ăn uống cùng với nhau. Đấy. Tổ chức chơi xuân vui xuân xong rồi bắt đầu tập trung vào liên hoan ăn uống. Bữa này là bữa tổng kết. Tổng kết vui xuân. Xin mời tất cả các bạn đến với bữa cơm tổng kết vui xuân của bà con bản Na Khuyết, dân tộc Thái nha. Mời tất cả mọi người nha. Ăn uống xong tí nữa cả bạn cùng nhảy múa nữa các bạn. Giờ mới đánh trúng vào mâm mà này. Tôi xin mời anh em đi. Mần. Ê! Đây. Cả một tiết là ăn toàn thịt rồi. Mày ăn cá xem như là. Đây món nằm bịa các bạn. Bịa. Đây. Giới thiệu. Đây là cá gỏi. Ăn chi chi chi. Rượu chỗ mình cũng không gớt. Điện thoại ở mày cái đi. Lấy ra ngoài. Ăn đi. Ôi mời anh em nha. Đấy, trưởng bàn. Nha. Vào đây. Thôi mấy anh em đi. Tiếp cùng mà. Còn có bà đây à. Qua mà khác mà xe ô đi mùa tiếp cùng. Bà kia ra. Ờ. Phải cháy. Cái đó phải cầm chạy rồi. Anh ấy con ăn cái gì anh ấy? Có bát à? Đây đây bát đây đây mà. Có bát mà. Nó đang bưng bấy một tam rồi. Tiếp canh nào? Con ăn cái nào? À nhầm. Cá gỏi đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hắn mới chưa giúp bạn. Ở đây có ngồi được không? Không thì rồi ông giờ ông ngồi bên trong, con ngồi bên này. Mày mày không mày đang cái này mày. Chị tao mới bảo mày mày. Cái gì vậy? Thanh niên. Cái gì vậy? Cái nhâm nản á? Cái nào? Cái nào vậy?